đó không biết nó đi đâu. Dạ. Mà hai nãy đổi đi nó còn nó nằm trong bệnh viện đó. Dạ. Mà không biết nó chết ra sống vậy nó tuổi này cũng nó không biết. Dạ, tức là hồi đó thì ba người. Ba người trong xóm này. Dạ. Nhưng mà về hai người. Ở về được hai người nó bị sốt rét rồi. Dạ. Nó còn đóng chỗ đó đó. Tức là hai chú đi về thấy đang bị bệnh. Đang bị bệnh nó sốt rét. Dạ, rồi hai chú kia về trước. Về được hơn tới năm đó thì hai chú này về trước. Dạ. Còn nó đây không biết nó đi đâu mất tích luôn đó. Dạ. Tới bây giờ đó còn. Dạ. Cốt đó rồi đó nó bằng đánh đó. Dạ. Đi một xóm năm người, hai người, ba người. Dạ. Đi được ba người đó. Một xóm cái này bà mất tích này cũng lâu năm à, bà mấy năm rồi đó thôi, còn bố cho con đánh lận á. Rồi chào bà. Rồi chú đó là hồi nhỏ là bà tới luôn nhà bà chơi hoài hả chú bà ha? Thả nha. Rồi á nó đi đó nó còn nhỏ. Dạ. Dạ. Nó đi mười mấy tuổi á, nó đi bộ đội á. Dạ dạ dạ. Rồi nó nghe đi tới Campuchia. Dạ. Đi tới Campuchia rồi. Dạ. nó sốt rét. Dạ. Rồi mà sao mà lạc lại gì lại được có hai người à. Dạ. Còn dạ. Người nó mình yên không biết lạc tới giờ đó. Đó là bà có nhớ chú có đặc điểm gì không bà? Tôi cũng ở trong sóc đẳng á, tôi cũng tới lui hoài. Dạ. Rồi bà bà già của nó đó. Dạ. Rồi chết rồi tôi không có tới lui nữa. Dạ, như hồi đó chú đi lính đó là chú có đặc điểm gì nhận dạng, ví dụ như thẹo rồi không bà? Không. Dạ, như là đó. Mình không có nhận được đặc điểm nhận dạng nào hết. Ừ, hồi đó không biết. Dạ. Nhìn mặt thì biết. Dạ. Bây giờ nếu mà bà nhìn mặt bà biết không? Nói ra chứ. Nói ra chứ rồi nhỏ thì mặt nó khác rồi, bây giờ nó lớn tuổi mặt nó khác thì làm sao nhớ được. Dạ, hả, bà nhớ không được rõ không phải không? Anh em nó giống nhau. Mặt giống ai bà? Thằng kia mới giống nữa. Mặt giống thằng này nè. Giống chú Tư này phải không? Em Tư. Giống chú Tư phải không? Em hả? Đó thứ ba rồi. Rồi thằng Út nữa. Thằng Út. Út năm. Thằng Út. Út nó đi mà. Biết nó đi đâu nữa. Giống ai bà, nhiều? Giống ai nhiều bà? Bà đó sinh bốn đứa trai không? Dạ. Yeah. Tôi thấy mặt trong điện thoại này tôi thấy tựa giống thằng này nè. Dạ. Yeah. Ừ. Mà không biết sao thôi. Thì chờ kết quả xem sao ha. Biết kết quả sao. Dạ dạ dạ. Cảm ơn bà nhiều. Bỏ phụ đi. Dạ. Nếu đi bên trung tâm xã hội á. Dạ. Nếu nói mấy chú á. Chú nè. Dạ. Không được luôn đâu. Dạ. Rồi nói chú. Coi vô trong phải mình coi cái nhấn nha. Có mẹ nói rồi đó, nó có dấu điểm là ba cái dấu vết hồi xưa là dấu vết cả cái này không à. Dạ. Ba dấu là đúng ngay ngắn này. Ngay trắng bụng ha. Ngay đây luôn. Là mình vô mình kiểm tra là kiểm có tra luôn. Là ngay luôn. Dạ. Ngay luôn cái ổng là mặt xanh lè xanh lét có chuyện hết nổi rồi. Dạ. Nó cũng ổng rồi. Dạ. Nhưng mình thấy vậy mình cảm cũng mừng luôn ha. Mừng luôn, ở ngoài là mừng mặt xanh lè xanh lét hết đó. Dạ. Đó. Mình còn nhỏ mà đâu biết đâu. Dạ, như vậy là anh là không gài lên là chưa có được vô thăm, chỉ có chú Tư vô thăm thôi. Mà chỉ vô hồi đó là coi clip á. Coi clip là anh Tuấn á, ảnh quay sát bên lại cái dấu giò. Dạ. Giò giống giò ổng. Dạ. Nó hỏi dạ. Cái giống bố giò này là giống chú Út dữ lắm. Dạ. Bao đảm luôn. Dạ. 100% là dấu giò không? Dạ. Nói vậy á. Rồi ổng nói dạ thôi, thằng tin coi sao mình không biết. Yeah. Mới là coi cái clip cho anh Tuấn điện. Anh Tuấn Tuấn, em cũng có người thân đây, gia đình là em là cha vợ. Yeah. Là ông đi mất tích Campuchia là đi là con gỗ năm 85 á. Yeah. Sinh 1985. Yeah. Rồi mới anh Tuấn hỏi người dân tộc người Khmer. Yeah. Mới em trả lời người dân tộc. Yeah. Người Khmer là không biết, nó nói ngay nói chuyện là thấy cứng. Dạ. Nói là không được luôn mà. Dạ. Đi vô trong đó rồi hỏi đầu bạn với vợ ạ. À. Vợ không chịu làm giấy tờ nữa. Thấy em? Giờ mình đi thử chuyến đi. Mình cha mình cũng mất tích lâu rồi, mình đâu biết đâu, mình. Dạ. Nhỏ mà. Mà mấy người xóm thân giống cha mà dữ lắm. Dạ. Ngủ ăn chung nhau mà. Ông mới bắt xui á, bắt xui vô á. Dạ. Ông đuổi.
Dạ. Còn bác tôi nó không thôi. Hay mày đi coi thải tao thấy là giống dữ lắm à. Dạ. Ra mày là cái đi đường sau là coi là không nét nào, không sai chỗ nào hết. Dạ. Ông hồi nhỏ gì? Coi như đặc điểm là mình thấy giống dữ lắm luôn. Giống ha, luôn. Dạ. Khẳng định đi mới đi luôn. Dạ. Mình quyết định, mình suy nghĩ tới lui rồi mình mới khẳng định là mình mới đi. À, đêm 12 giờ đêm là 1 giờ đêm là ngủ không được luôn. Dạ. Rồi trước khi cái đêm mình chưa lên đi trắng, á, chưa đi luôn á. Dạ. Nó tức lý do làm sao mà vợ cái đêm nó không đi. Mình dạ. suy nghĩ hoài mấy giờ, chửi con tiếng nữa, có chửi cha mày đâu phải cha tao đâu. Dạ. Có chửi thiệt. Thì mình cũng nóng ruột. Nóng ruột. Dạ. Mình không phải cũng mình vẫn đi mà. Dạ. Cha mình cũng vẫn mất tích. Nhưng mà hồi đó là chú đi á là chị vợ của anh á là nhỏ chưa sanh hay là sanh rồi ha, một tuổi thôi. Được một tuổi rồi mà. Bây giờ là ban 36 tuổi rồi phải. Dạ, vậy là mất 35 năm thì chị là 1 tuổi là chú mới đi đến. Dạ. Đi phía sau là mấy ổng là đi là vô ổng thấy mặt là ổng mừng luôn á. Dạ. Đi phía sau ổng mừng á. Dạ. Đi trước là ổng mừng. Đi trước là mình vô là ổng mừng. Dạ. Đợt sau là chú Tư vô là thấy là mặt ổng cười luôn á. Dạ. Cười hả, mấy ổng nó mừng luôn không á. Ồ, chắc của mình rồi, ổng mình đi lần trước chưa biết. Dạ. Rồi đi lần sau ổng cười, ổng ra là ổng cười liền. Dạ. Từ giờ ổng còn xin thuốc ổng hút nữa. Vậy đó hả? À, người ta cho mà ổng vẫn lấy mà ổng bỏ để riêng. Mà đi gặp con này ổng xin. Tại chú ở ngoài ổng cũng hút thuốc dữ lắm. À, hút hút. Dạ, mấy anh em xuống là coi như có thuốc trong túi là cứ cho chú. Dạ. Chú hút dữ lắm. Mà chú ba là đó đi lính có hút thuốc không chú Tư? Không. À, đó, ở nhà không hút không? Không. Đi lính mới hút. Dạ. Tuy nhiên là hồi đó thì ở nhà thì không có hút. Không hút. Là đi lính là mình biết là chú hút thuốc hay gì? Đi lính mình ở nhà nó không biết, đi lính mới nó hút thuốc. Dạ. Vậy đó. Dạ. Rồi, chắc buồn gì mới hút cái gì đó. Rồi chú mà lúc mà chú vợ cái gúng lên là còn ba chấm rồi còn lớn không, còn không chú? Còn lớn. Còn cái nào chú? Còn ngón tay út gì đó phải không? Là ba. Gõ luôn ba. Ba chấm vẫn còn phải không? Còn cái nguyên luôn. Là quá trời trùng hợp. Xin, là... mình xin cội ao lên đó. Dạ ao lên đó là thấy được. Thấy thấy luôn. Thấy anh trung tâm xã hội. Anh được. Của chỗ này đang là tuấn tiểu luôn á. Dạ. Mềm giò luôn. Mềm giò luôn hả? Đúng luôn mà. Dạ. Sai chứ nào. Dạ. Đó là ba cái ba cái nút ba cái dấu chấm. Dấu chấm mới ba cái chấm. Giống như chấm thuốc vậy. Cái thuốc mình đốt vậy đó. Dạ, những thằng thuốc hồi xưa. Ba chấm thì dở lên là thấy ba chấm luôn. Thấy chấm gì vậy? Cái ngỗng nè, ổng cũng có chấm. Có không? Có. Ủa đó mình chấm là hồi đó là mình làm chấm gì là còn nguyên cái gì à? Chấm cái này đó hả? Đau bụng đó. À, chấm cái này đó hả? Cái này mình chấm mình chi vậy chú? Hồi đó nhỏ bệnh đó, đau bụng. À. Đây đó ha. Đây luôn. Bà cô chú kia là ba chấm gì đó phải không? Chú kia hồi đó chú. Cũng bệnh vậy. Bệnh người chấm ba chấm. Dạ. Yeah. Ừ, trước ít đi ngạch thương lắm. Đúng rồi, xưa đâu có mà nghèo mà. Đâu có xe cỏ đâu, đi đâu. Đi bộ. Dạ. Vậy là quá trời, quá trời chứng chứng này dấu vết mình thấy gì là quá trời chứng. Em thấy vậy là nó chính xác quá rồi đó. Dạ. Mà kẹt mình thử máu là mới biết kết quả. Dạ. Đúng mà rồi. Thử máu rồi chắc. Dạ. Nếu mà vô trung tâm còn phải thử máu máu nó đúng kết quả thì trung tâm mới cho mình nhận về. Nói ở trung tâm nói mà đúng kết quả đúng rồi, người ta cho mình đem về. Đúng rồi, đúng còn, thì đúng là cho nhận, còn không đúng thì trung tâm không có cho nhận đâu, tại vì đó là cái cơ quan nhà nước. Đúng rồi. Nha, yeah, không có ấy được. Không có đâu muốn nhận đâu nhận được. Chứ nốt nó lại đợi kết quả đó. Dạ à, chú cứ đợi kết quả đi. Thứ ba là kết quả. Bữa nay thứ bảy em mới thứ mốt ớt thứ nhật. Nay thứ bảy. Ba còn 4 ngày gì nữa. À. Bữa nay là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Thứ ba phải không? Thứ ba. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba. 3 ngày nữa. 3 ngày nữa. 3 ngày nữa. Coi như 2 ngày nữa là sáng là biết rồi, sáng các tám biết rồi. Gì nữa sáng là lúc đó chạy xuống gặp chú để chú gặp chú. Nếu mà chú phải là bữa đó đi là chắc đi xe quá. Bữa đó phải bao xe, nếu phải đi bao xe. Bao xe rước về luôn. Nhưng mà muốn rước về đó chú, mà cũng phải nói cho chú biết. Phải cầm kết quả trong tay. Phải đưa trình vô trong cái trung tâm mới là để mới được nha. Chứ đó, không có đó, phải là mình nghe điện thoại là mình lại nhận là không được. Không được đâu. Nha nha chú nha. Đi đặng làm giấy tờ. Mình phải làm các thủ tục mới nhận ra được nha chú. Dạ. Chứ không phải là nghe tin điện thoại lại lên nhận là không cho không được đâu. Tại vì không dẫn chú đi trước á, thì chú sẽ mướn xe là tốn tiền.
ha. Rồi cần nhận trước đầy đủ các thủ tục rồi trung tâm mới cho mình nhận về. Còn không đúng thủ tục á thì không cho. Muốn là nhận có thì phải là có một cái giấy xét nghiệm đó mình phải nộp vô trong cái trung tâm. Trung tâm mới cho mình nhận nha. Chứ đừng có là hay cái là nhảy lên xe đi là đúng tiền chết không, nha. Bên đó cũng không cho mình vô đâu. Đúng rồi, không cho vô đâu. Phải giấy tờ mà. Phải vô trung tâm là phải có giấy tờ. Phải giấy tờ mới cho vô. Dạ. Nhớ nha chú. Dạ. Đừng có là nóng nóng rồi đi cái tốn tiền chết à. Ê ơi, rất mừng rồi. Dạ dạ. Được kết quả ăn cái nhẹ luôn ha. Dạ. Về luôn. Thấy nó hiền thì thôi. Chú không hiền lắm. Hiền. Dạ. Thấy chú mà nhìn thấy tội lắm, thật sự mà nhìn thấy tội lắm. Muốn gì cho đoàn tụ gia đình tốt. Ngồi tốt chỗ vậy mà ngồi gặp mặt nhau vậy đó. Chắc thèm thuốc quá rồi. Dạ thèm, tại vì ở trong đó thì rồi... đâu có uống. Rồi làm tái nè, làm tái vậy nè. Lấy tay gì nè, bên mình đó. Tại chú uống hoài, nó uống nhiều lắm. Dạ. Rồi ông uống bia đó, người ta cho ông nghe. Rồi mình chạy đó, cho hết cho thuốc ông, dạ. Cho thuốc ông điếu đi. Dạ. Dạ. Trong chạy tay gì đó. Mấy anh trong chạy kêu hả, cho ông điếu đi hả? Dạ. Cũng được ha. Dạ. Tại ông ở ngoài. Em đi ra bên trong chạy đó, ra coi nhóc luôn á, cả chục người á. Dạ. Dạ. Đi lần trước cũng nói giống quá rồi. Thì sau này cũng nói là chính xác luôn đó. Chứ không chạy đó. Dạ. Ông nói là đợi kết quả đi. Kết quả rồi làm giấy tạm cho gì rồi. Dạ. Ông nói đừng nôn quá, từ từ đi. Nhưng mà đúng là ông cho gì rồi. Dạ. Em rất mừng rồi. Dạ. Thôi chị con cũng cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Đến đây là chú bác thăm chú. Thôi vì... anh nhân cho em hỏi là thí dụ chú là người thân của mình là chú về chú sống với ai? Nước cho ai nước về ạ? Hai vợ chồng nuôi. Dạ, yeah, hai vợ chồng nuôi ha. Hai vợ chồng nuôi. Dạ. Thì em cũng hy vọng là chú được về với gia đình với anh nha. Dạ. Nếu mà được vậy thì về hai chồng lo cho chú là quá im rồi. Dạ. Công mong là trong mong ông về nuôi để cho có nuôi cha đó gia đình chăm sóc lúc mà ông tuổi còn lại, tại vì cũng mấy chục năm rồi cũng lang thang ngoài đường á, thì thấy cũng tội nghiệp cho chú, thấy chỗ cho nên là về nhà thấy tội á, là về nhà là gia đình mình bù đắp lại. Biết anh nào mà đền đáp cho anh tướng anh Hạo luôn mà gặp thôi thiệt á. Đình đáp với cả nào cũng. Dạ. Người thân mình mất ba mấy năm rồi, 35 năm rồi. Dạ. Đâu phải là chuyện tầm thường kiếm cái thấy gặp đâu. Mà gặp được là mừng lắm. Dạ thôi em cũng đến đây, em xin phép em về nha anh. Dạ xin... Xin chào anh về ha, chào chú về nha. Dạ, chào chú về nha. Dạ. Dạ, xin kết thúc cái video nhà cô anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú.